kênh review bất động sản Hà Lạc ha. Thì hôm nay Duy đang có việc về Sài Gòn, Duy đang ở Thủ Đức, tại Thống Nhất ha. Cái đường Thống Nhất này thì chắc là nếu ở Sài Gòn thì nhiều người có thể không biết, nhưng mà về Thủ Đức thì chắc là hầu như ai cũng biết thôi, vì nó là đối diện trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Xưa Duy đã học cái trường đó rồi nên bạn bè anh em khu vực này khá nhiều hơn. Thì hôm nay Duy sẽ giới thiệu với cả nhà về cái shop đồ xưa cũ, đồ đồng, đồ phong thủy, đồ thờ cúng ha, và tất tần tật các thể loại đồ anh em không biết tìm mua đâu á, đều có khả năng tìm thấy ở đây ha. Đây là shop của em trai Duy, số 47 Thống Nhất. Hôm nay Duy sẽ review nhẹ những cái món đồ hiện đang có trong quán, trong cái nơi trưng bày của Thành đây, và cho mọi người xem sơ một xíu, biết đâu là qua cái góc nhìn, góc máy của Duy, mọi người tìm được cái món đồ ưng ý ha. Thật ra thì cái nhu cầu về trang trí phong thủy ở của người Việt Nam mình khá là cao, chủ yếu là để tìm được một cái nơi mà mình mua đúng cái món hàng mình ưng ý, hoặc là món hàng phù hợp, và cũng như là gặp được cái người họ biết một xíu về phong thủy để tư vấn cho mình mua làm sao phù hợp, là cũng Duy. Hôm nay đi sẽ giới thiệu cho mọi người cái Duy đó. Nếu mà ai cần có nhu cầu về đồ đạc trang trí, hoặc là cần những món đồ phù hợp cho những góc nhà của mình, thì có thể thử một là ghé đây, hai là liên lạc trực tiếp với em trai mình, kết bạn với hắn qua cái số điện thoại để cập nhật ngay cho mình, để mình có thể là gặp gỡ và giao lưu ha. Ok, mọi người theo mình. Gửi đi đâu đó em? Này em gửi về Sơn La, Mộc Châu Sơn La. Ủa là khách họ mua để họ dùng hay họ bán lại thành nhà? Em thì khách em đa phần là anh em mua về chơi là chính thôi, về dùng, về sưu tầm là chính thôi. Em có bán buôn đây? Có anh, nếu mà anh em nhu cầu bán buôn này nọ thì em vẫn giao lại. Em vẫn bỏ nhiều mà, anh em các tỉnh rồi nhập em về nhiều lắm, nhập về bán lẻ nhiều lắm. Mà thường em hay bỏ đồ đồng, anh em nhập về bán lẻ lại thì em hay bỏ đồ đồng nhiều. Okay. Cái đó là cái gì vậy Thành nhà? Cái này là một cái bức cá chép hóa rồng, cá hóa long. Tháo rời được hả? Tháo rời. Nó là đồ xưa hay là đồ mới bây giờ hay là sao? Nó là chất liệu là đồng phun. Cái này thì thường nhiều người về ta làm cái phun trầm á, khi mình bỏ trầm vào đây đốt á. Anh đặt cái này lên thì cái khói nó bốc lên nó rất là đẹp, tại vì cái này để đây nó cố định lên, khói nó sẽ lên. Không anh dùng anh làm cái gạt tàn cũng được, gạt tàn cũng rất là chất. Không thì cơ bản lên để vậy để trưng bày không cũng đẹp nữa. Okay. Như cái này là bao nhiêu? Số lượng này ít lắm, bây giờ em giao cái này rồi mà, ví dụ như có anh em hỏi chưa chắc em kiếm được nữa. Như cái này thì hôm nay giá nó bao nhiêu tiền nha? Cái này khoảng tầm hơn trên 1 triệu. Ủa Thành, cho anh hỏi là những cái món đồ mà nó sáng bóng như vậy, nó là làm bằng chất liệu gì Thành nhỉ? Cái này đồng không? Là bằng đồng hết anh nè. Bằng đồng, nhưng mà sau khi đánh bóng xong á thì người ta phủ keo. Người ta phủ một cái lớp keo bên ngoài á. Thì với những cái đồ mà anh đánh bóng phủ keo này á thì nó phải tầm 5-10 năm sau nó mới xuống màu được. Tại vì nó sẽ không có bị oxy hóa, nó không tiếp xúc với không khí, với độ ẩm bên ngoài được, nên nó rất là bền. Anh thấy như nó có dán cả tem chống hàng giả hay gì đấy Thành. Cái này là hàng công ty anh, cái này là tem chống hàng giả công ty. Hàng này thì công ty nó bảo hành cho mình từ 5-7 năm. Wow. Tức là nếu mà mình xuống màu á thì tới nó đổi luôn cho mình. Cái tháp này có ý nghĩa gì Thành nhỉ? Cái này là tháp Văn Xương. Tháp Văn Xương trong phong thủy thì nhiều người ta trưng, chủ yếu người ta cầu về học hành, ví dụ như con cái thi cử này nọ. Hay là những người ta làm việc văn phòng công chức nhà nước á, người ta thường ta đặt để người ta mưu cầu về chuyện mà thăng quan tiến chức. Nói chung là nó liên quan nhiều về văn, tức là về học hành và thăng quan tiến chức trong môi trường nhà nước công sở. Thì nhiều người ta hay dùng cái này. Em ghi trên đó là 500 á, là giá nó phải 500 ngàn. 500 ngàn.
Tức là những món đồ trong này, những cái nào có ghi giá là có giá sẵn luôn. Có giá sẵn. Giá này nó cũng mềm á. Một cái này bằng đồng 500 ngàn thì nó cũng giá quá hợp lý mà. Nó to mà. Ok. Ủa Thanh, còn ví dụ như một cái bộ này thì nó bao nhiêu món tất cả Thanh nhỉ? Một cái bộ đồ để trưng phong thủy này đi. Một cái bộ đồ thờ này thì tùy, ví dụ như tùy gia chủ muốn trưng bao nhiêu thôi. Thông thường thì có tam sự, ngũ sự là 3 món, 5 món. Thì thông thường thì cái này thì chắc chắn là phải có nè, cái lư là luôn có nè. Mà đi kèm với cái lư lúc nào cũng có cặp hạc hai bên. Cặp hạc hai bên với lại chân đèn, chân nến với cái này. Là những cái này nữa, là cơ bản. Có một số người thì họ không có cái này. Ví dụ như bên đạo công giáo hay là này nọ thì họ không có cái bộ ly này. Ủa, đạo công giáo họ vẫn trưng những bộ này hả Thành? Đạo công giáo có chứ, anh trưng trên bàn thờ tổ tiên á. Tại anh thấy trước giờ là anh thấy là toàn họ để tượng chúa thôi. Không, cái này là trên các bàn thờ tổ tiên hay là trong cái nhà thờ đồ này nọ. Trong nhà thờ công giáo vẫn có những cái này mà. Để các dịp lễ Tết đồ này nọ thì vẫn có dân hương, nghi thức dân hương mà. Nhưng mà bộ này là bộ căn bản đó. Lư, hạt, tiên đèn. Cái này để cắm nhang, bình bông để cắm bông. Bông thì thường chỉ có một cái thôi. Một cái để cắm bông mà nhiều người thích hai cái. Đĩa này là để đựng trái cây, bông ngũ quả. Cái này là ly để đựng nước, đựng rượu. Thường bộ căn bản là như vậy. Như một bộ căn bản vậy là giá nhiêu Thành nha? Cái này nó cũng tùy bộ lớn, bộ nhỏ nữa. Ví dụ như một bộ căn bản á, thì nó có giá mà đầy đủ như đây chẳng hạn thì nó sẽ trên dưới 10 triệu. Tùy cái số lượng của mình cần bao nhiêu món và độ lớn, độ nhỏ nữa thì giá nó khác nhau. Giá nó có thay đổi theo thời điểm không Thành nhỉ? Nó cũng có mà hầu như nó không xê xích nhiều. Trên này chắc là bộ nhỏ Thành ha? Đây là bộ này là bộ nhỏ nhất nè. Bộ nhỏ nhất này thì có mấy triệu thôi, đầy đủ hết thì có mấy triệu thôi. Bộ này là bộ hình đá. Bộ này là bộ lư vuông. Bộ lư vuông thì cũng là tầm trung trung, cũng phổ thông. Dành cho những ai có cái bàn thờ nó nhỏ nhỏ. Bộ này cũng là tầm trung thôi. Thì nó lớn hơn hai cái bộ kia. Nó có nhiều size, nhiều mẫu lắm, có những bộ nó bự gấp 3, gấp 4 lần cái này. Tùy theo nhu cầu của khách thì hầu như là kích thước nào cũng có hết. Ngoài những cái món bộ đồ này ra thì trong phong thủy người ta còn hay chơi hay chưng hay là thờ cúng thì họ dùng những gì nè em nhỉ? Phong thủy thì mấy vật phẩm đa dạng lắm. Em thấy nhiều phổ thông nhất là cốc, mấy cốc tiềm thừ, cốc ba chân rồi chẳng hạn. Tiềm thừ. Cái này là mạ vàng hay là cái này là mạ vàng. Nó là bằng đồng, nó bên trong mà nó bằng đồng nhưng mà nó mạ bên ngoài. Cái này thì dùng để chưng phong thủy. Rồi kỳ lân, tỳ hưu hay là nhiều lắm, nói chung là nhiều vật phẩm lắm. Như cốc này thì người ta trưng như thế nào Thành, ở đâu? Cốc này thì theo quan niệm dân gian thôi. Thì nó mang ý nghĩa là nó là cái con vật mà đi ăn tiền khắp thiên hạ, nhưng mà nó chỉ ăn vào thôi chứ nó không có nhả ra. Thì người ta quan niệm trưng cái con cốc này thì nó sẽ thu hút, nó mang cái tài lộc, đem cái tiền bạc về cho gia chủ. Thì thường coi trưng người ta hay quay vào trong. Nếu mà người ta mà có thời gian ấy, thì ngoài quay ra cửa, chiều tối thì quay vào trong. Ý nghĩa là ngày nó đi ra ngoài nó ăn vàng, tối nó đưa về nhà. Em đem chân cho đẹp thì em cứ chân quay ra ngoài vậy. Nó đặt không Thành nhỉ? Đặt không? Không, cái này nó không đặt đâu. Các sản phẩm đồng bây giờ là hầu như là nó không có đặt. Về bên trong đó là cái gì đây? Anh thấy nó có cái gì? Đây là cái chân mà chấu để người ta bám. Cái chấu cái lúc mà em mạ đó, em mạ thì người ta bắt cái chấu vào. Ồ vậy là em thường mạ thì cái này thì em phải dán cái đế lại. Từ bên dưới này nó không lộ ra. Em sẽ đặt lên cái đế thì em dán keo lại. Ok, cái này là sản phẩm mới xong đúng không? Dạ. Ok. Đây là những sản phẩm mạ vàng đúng không? Mạ vàng. Quan công thì người ta chơi như thế nào Thành nhỉ? Quan công thì có nhiều người ta thờ đúng không anh? Có người thì chơi kiểu phong thủy. Tại vì ông này võ tướng, thường thì mang ý nghĩa trấn trạch nhiều. Nhưng mà có một số người thì họ thờ. Ở bên Hồng Kông, đặc biệt bên Hồng Kông thì thờ quan công rất là nhiều. Những nước mà bị ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa. Như vậy là mình thờ quan công mình có bị lai tạp văn hóa không ta?
thờ thì đâu có lai tạp gì đâu anh. Thờ là nó tín ngưỡng cái tâm linh thôi mà, chứ mình đâu có theo một cái văn hóa nào đâu. Mình thờ là cái tinh thần. Đó là những cái bức tượng mật tông. Mật tông đẹp quá ha, nhìn hồn quá ha. Mật tông hả? Mật tông có phải là Phật giáo không? Phật giáo, Mật tông, Phật giáo. Mật, Tây Tạng. Giáo Tây Tạng. Đẹp quá. Đây có phải là bộ Tam Thế Phật không ta? Tam Thế Phật. Ồ, còn những cái đồng hồ này sao thành nhỉ? Đồng hồ này thì nó chủ yếu là để quay đề co. Còn đề co nó vẫn coi giờ được, nhưng mà nó sẽ chạy được tầm 2-3 ngày vậy đó. Tại vì nó em để lâu nó khô dầu rồi. Ví dụ như anh em về mà chịu khó tra lại dầu á, mới canh chỉnh lại thì nó chạy được lâu hơn. Những cái đồng hồ là dùng hàng đề co đó hả em? Chị con vẫn chạy được anh, vẫn chạy vẫn ấy bình thường. Đây nè anh coi nè, cái kim dây là cái kim nhỏ nhỏ này đang quay đây nè. Quay vòng, còn đây kim giờ, kim phút. Nó vẫn hoạt động bình thường hết. Wow. Nhưng những cái này những giá trị thì nó lên dây cót, toàn là đồ lên. Chỉ là để lên dây cót đó. Nhưng những cái này giá của nó cao thành nhỉ? Nó có đắt nhỏ như hàng này thì nó giá nó cũng mềm thôi, ví dụ như một cái em đang quay đây nó chỉ có khoảng 500 ngàn thôi. Rồi nó cũng tùy món nữa. Ví dụ như cái đồng hồ này là bao nhiêu tiền nè em? Cái đó khoảng 3 triệu anh ạ, 3 triệu hơn 3 triệu. Nó là bằng đồng? Bằng đồng. Đẹp quá ha. Ủa thành cái bức này là phải đặt ma không em? Đặt ma đó. Đạt Ma này thì có ông tổ của Thiền Tông Trung Quốc á. Thiền Tông hả? Thiền Tông Trung Quốc. Ông này là sáng lập ra môn phái Thiếu Lâm Tự đó. Người Ấn Độ. Bằng gỗ khối hả em? Này gỗ hương đá nguyên khối anh. Này thì cao khoảng tầm 50 phân. Nặng không ta? Nặng không? Khoảng bao nhiêu ký? Cũng tương đối. Cái này thì nó khoảng tầm 2 triệu một bức. Ở đây em có mấy bức. Hàng này là hàng gia công ở Việt Nam mình hay ở đâu? Hàng được Việt Nam làm. Wow, thợ Việt Nam mình làm á hả? Thợ Việt Nam mình làm hết. Những bức này là chạy máy hay là thủ công hay là sao thành nhỉ? Này thì đa phần là chạy máy xong rồi ra thợ nó sẽ xử lý lại. Người ta chơi đạt ma có ý gì thành nhỉ? Hay là đạt chơi thì... hay là thờ em? Đạt ma thì nó cũng gần giống như quan công lúc nãy em nói đó. Có người thì ta chỉ là yêu mến ông đạt ma thôi. Yêu mến người ta về ta trưng bày. Đặc biệt là dân võ, ông này người ta coi là giống như một trong những sáng tổ của võ thuật. Wow. Cái này rồi ông còn ngoài ra ông còn là người ta coi là ông tổ của Thiền Tông Trung Quốc nữa. Nói chung đối với người Trung Quốc và những nước mà có ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa thì Đạt Ma là một trong những người rất là nổi tiếng, được nhiều người yêu mến. Giá bức này cao không thằng nhà? 2 triệu anh. 2 triệu. Ở đây anh thấy anh còn mấy bức nữa cũng là Phật Di Lặc hả? Cái này Di Lặc, Phật Di Lặc cũng tầm 2 triệu. Ông này ông đứng tài lộc luôn rồi hả? Cung hỷ, tư thế. Cung hỷ hả? Chắp tay cung hỷ chúc mừng. Cái bức này mà tặng khai trương rồi này kìa. Dạ, tặng khai trương thì quá đẹp rồi. Quá đẹp. Nhưng cái bức này thấy nghĩa lớn hơn bức Đạt Ma thành nha. Bức này cái nó chiều cao thì nó bằng nhưng mà cái khối gỗ nó to hơn. To nhưng mà nó nặng hơn, đập ma nó dày, bề ngang cũng dài hơn. Như bức này thì giá sẽ cao thành. Em vẫn 2 triệu hết. Wow. Còn đây là đặt mai Di Lặc. Di Lặc. Cũng là Di Lặc luôn. Đây Di Lặc ngũ tặc. Ngũ tặc. Năm đứa nhỏ. Quậy thôi rồi. Tặc không? Có tượng Trần Quốc Tuấn hả? Bằng đồng hả Thanh? Đồng đó. Công tiết chế Hương Đạo Vương. Đây ạ. Đây ở Trần Hương Đạo cũng có những câu nói cũng khá là hay. Thì trong những ông này là một trong những người tướng lãnh được coi là giỏi nhất thế giới. Ba lần đánh thắng Nguyên Mông mà, cái đội quân mà đánh chinh phục cả châu Âu.
đánh tan tác cả Trung Quốc thời đó mà qua tới Việt Nam cả ba lần bị ông đánh bại hết. Em nói thì... một câu là sao nhỉ anh? Thì ngày xưa là đế chế Mông Cổ của thành các tư hãn đó. Cái bó ngựa của quân Mông Cổ đi tới đâu là cỏ mọc không nổi tới đó mà. Mà nhưng mà duy nhất ông này là chặn đứng được thôi. Qua tới Việt Nam là cả ba lần bị chặn đứng cả ba. Hay quá ha. Thật ra là cái người Việt mình là ít biết và ít chơi những dòng tượng này ha. Anh không thấy ai có hay là sưu tầm. Việt Nam mình thì về phim ảnh và mọi thứ nó thua Trung Hoa đi. Thực ra Việt Nam mình nhiều tướng lĩnh rất là giỏi chứ, cả thế giới công nhận mà. Nhưng mà do phim ảnh và tuyên truyền của mình nó không có bằng so với Trung Quốc. Thật ra giới trẻ ít biết tới đúng không? Còn những bức tượng Nai này là người ta thờ cúng hay là chân chơi thành nhờ? Nai thì đa phần nó để co thôi. Tại vì Nai là lộc, người ta quan niệm Nai là lộc lộc lá vậy. Nó cũng có một chút ý nghĩa về phong thủy. Chủ yếu là nó đẹp, nó thẩm mỹ, để co đẹp và nó có ý nghĩa về may mắn, tài lộc, người ta chân. Wow, đẹp ha. Như vậy những cái nhà mà theo phong cách châu Âu hay Tây một tí mà để mấy cái này chân chân những cái kệ người ta gọi là cái tủ cái kệ những cái lò sưởi đâu ha thành ha. Nó mang phong cách hơi châu Âu hơi hoài cổ một tí thì nó đẹp. Và thực ra em do cách mình bố trí thôi. Em có vẫn có cả đầu treo tường. Các mẫu Nai này em có nhiều lắm mà tại cái không gian cửa hàng ngoài đây nó chật. Đâm ra em chỉ đem một chút tủ như xíu thôi. Ok. Em chơi thì cứ kết bạn Zalo thì nhắn hỏi em. Thì hầu như đồ đồng thì hầu như em có hầu hết. Thích tìm mẫu nào kiểu gì cứ nhắn hỏi em thôi. Cả hộ phách nữa Thành à? Đúng rồi, cái này hộ phách. Hộ phách này em có làm chứng nhận hết rồi. Đây này có cái thẻ kẹp của lưu lắp chứng nhận đây hết này. Giám định hết rồi. Rồi còn những cái mẫu này là hộ phách Baltic. Hộ phách Baltic là hộ phách mới. Em nhập chính ngạch về qua cửa hải quan hết á, em có dán giá rồi lên á. Những dòng này là dòng mới. Còn như trong cái nhóm trong kia là hàng cũ. Nó cũng là hộ phách thiên nhiên xịn á, nhưng mà hàng cũ. Anh nhìn cái màu giữa hàng cũ với hàng mới nó khác nhau. Có dễ phân biệt hàng xịn hàng giả không Thành? Hộ phách á. Thực ra dễ hay không thì mình chơi nhiều mình biết thôi. Nhưng mà thường mà để cho chắc ăn thì tốt nhất mình nên đi làm giám định. Nếu mà mình chưa quen nhìn thì cứ làm giám định máy móc. Như em thì em nhìn phân biệt được, nhưng mà hầu như nhiều khách họ không chưa quen á, họ ít tiếp xúc á. Tốt nhất cái yêu cầu người bán làm giám định cho nó yên tâm. Tức là nếu mà mình đi mua những dòng hộ phách thì nên yêu cầu làm giám định ha. Dạ. Nếu mà người bán mà cảm thấy người bán không đủ uy tín thì cứ yêu cầu họ làm giám định thôi. Anh thấy ở đây cũng có rất nhiều đá quý rồi các loại ha. Dạ. Cũng có đá ruby sapphire rồi các loại. Trầm nữa. Yeah. Trầm chuỗi, trầm đeo tay, trầm búp rồi các kiểu vậy, sông trầm. Trầm này là để chơi hương hay là để người ta thờ cúng hay là sao Thành nhỉ? Thường thường á. Trầm thì cái mùi thơm, anh quan trọng là mùi thơm nữa, tôi chơi cái mùi. Chơi cái mùi với thứ hai nữa, nhiều quan niệm là đeo trầm vào thì nó có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó có nhiều tác dụng như là xua đuổi tà ma, chống lại một số bệnh như cảm gió, thương hàn này nọ. Thì nó chỉ là giúp đề phòng thôi. Những cái vòng trầm này đã trầm nuôi hay là trầm tự nhiên hay là sao Thành nhỉ? Những cái trong đó cũng có là trầm trồng, cũng có cái là trầm rừng tự nhiên. Nó cũng đa dạng lắm, trầm vàng hạ cám gì đó hết. Pháp Lam không em? Đúng rồi, cái này là Pháp Lam. Pháp Lam là đường đồng mà sau đó họ sẽ tráng men sứ bên ngoài. Chữ Pháp Lam là tráng men sứ hả? Dạ, Pháp Lam là tên của một một loại hàng thôi. Nhiều người nghe tới cứ nghe Pháp Lam, ta tưởng là đồ của Pháp, nhưng mà thực tế ra là không phải. Đồ Pháp Lam mới là đồ đồng mà được tráng men bên ngoài. Nhìn thần thái quá ha. Dạ. Men ý là họ tráng men, họ nung, họ làm ra bức tượng luôn trong quá trình làm tượng hay là họ làm sau ta? Sau khi mà làm xong cái bức tượng đồng thì họ mới phủ men bên ngoài sau. Như bức này là giá bao nhiêu đó Thành? Bức này khoảng 2 triệu anh ạ. Khoảng 2 triệu. Hai bức hoàn công.
Ủa vậy là quan công này là cầm có dáng này có ý nghĩa gì không? Những cái dáng đứng của quan công này có ý nghĩa gì không ta? Thực ra thì quan công thì quanh đi cũng là nó có mấy mẫu thôi. Có mẫu cầm đao, có mẫu không cầm đao, có mẫu thì chỉ lên, có mẫu chỉ xuống. Nhưng mà thực ra ý nghĩa thì mỗi bức đều có một ý nghĩa riêng, nhưng mà cái đó hầu hết là do con người mình nghĩ ra. Hết là do mình tự nghĩ ra thôi. Ví dụ như ông này ông đọc sách thì nó mang cái phong thái nó hiền hòa. Thì thích hợp cho những người để trong văn phòng, làm văn phòng. Rồi những cái phong cách mà cầm đao, cầm kiếm thì phù hợp cho bên võ nhiều. Ví dụ như là công an, ví dụ công an cảnh sát phòng trong chẳng hạn. Thì thường lúc nào chân quan công cũng là cầm đao hết. Hay là anh em xã hội đen thì cũng thích những bức mà quan công thì cầm đao, nhìn nó uy dũng hơn. Anh thấy ở đây cũng có nhiều đá phong thủy thành hả? Cái này cái chuỗi đá tự nhiên anh. Đá mắt khổ rồi. Chalcedon này, trọng thạch này, thạch anh hồng, mã não. gỗ huyết long. Huyết long. Dạ, gỗ hóa thạch. Dạ. Đa dạng. Là những cái đá này để ta đeo phong thủy ha. Dạ, đa phần đeo phong thủy với thực ra thì đá xa xưa tới giờ từ thời bao nhiêu đời nay thì người ta đều quan niệm là đá thì nó có năng lượng tốt, khi mà đeo vào người thì nó có ít nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ hai nữa mà khi anh đeo những cái chuỗi đá tròn này vào tay này, nó đi tới đi lui nó sẽ massage những cái huyệt quan trọng ở khu vực quanh cổ tay này, thì nó đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Với có những cái trường hợp mà nó sẽ bảo vệ cổ tay anh khi anh bị té ngã hay va đập vào đâu đấy, bị anh té vào đây chẳng hạn, thì có một cái nó sẽ chặn lại bảo vệ cổ tay cho anh. Giờ mới biết, đeo lâu nay là không biết. Vậy là có nhiều người đeo không có biết. Ủa anh hỏi vậy, với những cái này thì người ta đeo theo mệnh hay đeo gì thành nhỉ? Như thế nào thành nhỉ? Thực ra thì đối với em á, đối với bản thân em á, thì em thấy đá chuỗi nào như chuỗi nào, màu nào như màu nào thôi. Nó không có phân biệt mệnh hay là gì hết. Đối với nhiều người thì họ chơi theo màu, thì họ hay quan niệm thì màu mệnh hỏa hợp màu này trị màu kia, mệnh thủy hợp này trị kia, thì họ sẽ chọn màu theo kiểu của họ. Đối với em thì đã là đá thì đá nào như đá nào, không phân biệt màu. Ok. Những cái cây này là đá gì đó Thành? Cây đó là đá tự nhiên hết anh, đá tự nhiên đính lên thôi. Để chân phong thủy hết anh hả? Để chân phong thủy. Cái này là đá thạch anh nhiều nè ha. Dạ, đá thạch anh nhiều. Còn cái này là cẩm thạch hả Thành? Nó cũng một dạng đá tự nhiên đó, nó không hẳn không phải cẩm thạch đâu. Nhưng mà anh thấy nhiều người họ bán họ nói cái này là cẩm thạch mà ta. Không, cái đó không phải cẩm thạch. Cẩm thạch cái chất đá nó khác. Tức là chất đá nó cũng nữa đúng không? Dạ. Đẹp quá. Mà chơi mà trưng bày đồ hiếm thì trưng cái cục này nè, cái cục phôi đá mà nó có hoa đá mọc tự nhiên trên đó. Nó có ý nghĩa gì không Thành ha, trong phong thủy á? Thì ra thì em chưa thấy tư liệu phong thủy nào nói về cái này hết. Em chỉ là chơi theo kiểu nó đẹp, nó độc, hiếm thôi. Nó chỉ là một khối đá thô nhưng mà nó có những cây tinh thể mọc trên đó, nó giống như là mọc hoa vậy. Thì những cái này là hoàn toàn tự nhiên hết. Nhưng một cục lớn này là đắt không Thành nhỉ? Khoảng mấy triệu rồi. Mấy triệu. Ở trong đây thì có nhiều đồ rất là độc mà giá thì rất là dễ chơi. Thành nha. Cái này là cái ống để cắm bút cắm viết anh. Ủa em đo vậy làm chi á Thành? Em đo kích thước để em gửi cho khách coi á. Cho họ dễ hình dung. Đây nè anh. Đẹp quá bút ha. Viết thì cắm vào đây thôi. Bút viết thước mấy dụng cụ này đó. Hay quá ha. Cái này nhiêu tiền đó Thành? Cái này 1.3 triệu. Ba. Kích thước nó là sao Thành nha? Đây anh, như hồi nãy em đo đó. Nó cao khoảng đây là nó cao khoảng 10-12 tính tới đỉnh này là 12 bề ngang khoảng 10-18 gì đấy 7-18 nó nặng bao nhiêu luôn khoảng bao nhiêu Thành ơi? Này thì em bán món em chả cân bao giờ, nói chung nghĩa này nó khoảng tầm ký hơn ký rồi đấy. Anh nhìn cái đồng nó đúc rất là dày nè. Ok ha, đồng dày chắc chắn đẹp. Thành gói cái hàng mà nói dày quá hả? Dạ. Có một cái bức nhỏ mà gói quá trời về giấy với vậy thì giảm sốc.
nó mình phải đảm bảo cái món hàng khi mà mình tới tay khách nó sẽ đảm bảo nó không bị hư hỏng gì hết anh. À. Nhiều khi mình gói dày gói nặng nề thì nó tốn thêm một ít tiền ship đó. Nhưng mà mình đảm bảo cho khách được cái sự yên tâm khi họ nhận món hàng, họ cảm thấy hài lòng. Đặt trường hợp là mất hàng sao? Trong quá trình khách chưa nhận hàng mà quá trình vận chuyển dẫn đến mất hàng. Cái này thì bên em đã làm việc với bên vận chuyển rồi. Thì bên vận chuyển nó sẽ bồi hoàn hết toàn bộ giá trị hàng trong trường hợp mất mát. Nhưng mà từ lúc xưa tới nay em làm thì chưa bao giờ bị mất món hàng nào. Tại thường thì em sẽ làm kỹ lưỡng và khi mà em chụp em gửi hàng, em có chụp hàng lại, chụp kiện hàng lại và đánh dấu mã hàng đầy đủ hết. À. Thì cái trường hợp mà mất mát hàng thì nó rất là khó, cực kỳ khó để mất. Ok. Dạ bộ ví dụ như họ muốn mua thành thì họ phải chuyển khoản trước hay là COD hay sao thành nhỉ? Tùy anh em thôi, nếu mà anh em chuyển khoản thì em bao ship. Còn nếu mà COD thì anh em trả tiền ship cho em. Tại vì khi mà COD thì nó sẽ phát sinh, thứ nhất là hàng trên 1 triệu á, nó sẽ phát sinh phí bảo hiểm hàng. Thì trong trường hợp mà hàng nó mất á, thì bên vận chuyển nó đền cho mình, thì nó đòi mình một khoản tiền bảo hiểm. Với thứ hai là chi phí thu hộ và chi phí khi mà nó chuyển khoản ngược lại cái hàng về, cái tiền thu về cho em á, thì cũng tốn thêm cái phí đó. Thì nếu mà COD thì anh em phải hỗ trợ em cái khoản đó rồi. Còn thường em mà hàng em mà chuyển khoản thì em bao ship hết. Chắc mua cần phải đặt cọc không? Nếu mà anh em đặt cọc được thì càng tốt. Thường thì em chỉ nhận đặt cọc khoảng 10%, 20% giá trị đơn hàng đối với những khách hàng lạ, khách hàng mới thôi. Để cho yên tâm là anh em nhận hàng thôi, chứ không cần phải cọc một số tiền quá lớn đâu. Okay. Chỉ vừa đủ chi phí tiền ship là được. Okay. Mình là em trai mình là Thành ha, vừa mới sơ lược qua một vòng cái khu vực cái gian trưng bày của Thành đây cho mọi người thấy được là rất nhiều món đồ. Và thật ra đây là một cái cửa hàng nha, chứ không phải là kho hàng của Thành nha. Cái kho hàng nó còn khủng khiếp lắm, lúc nào nó sẽ đưa mọi người vào xem cái kho hàng rồi xem nó có cái gì trong đó ha. Và hầu như là ở đây anh em có thể tìm thấy bất cứ món đồ và phong thủy nào hoặc đồ trưng bày nào, những tượng Phật rất là lớn ha. Kể cả những tượng như đây là Thánh chai Bùi Diệp này, cũng rất là nhiều người mê ha. Xin ơn đi về dưới Bạc Liêu ha. Bạc Liêu để thờ, kể cả người công giáo, người không công giáo. Và những bức tượng đề co phong thủy nè anh em, rất là nhiều ha, rất là nhiều những bức tượng đề co phong thủy, cũng như là chơi phong thủy để và một phần trong cái công việc này thì lâu ngày đó, giống như là mưa dầm thấm đất thì kiến thức về chơi đồ, về thật giả, về công năng của từng món đồ thì Thành cũng có vẻ là am hiểu rất là nhiều. Anh em nào có nhu cầu về tư vấn sắp đặt không phải là chơi hay là làm hay là đề co gì đó thì cứ thử call cho Thành để xem sao. Ok, tôi xin dừng clip ở đây và anh em quan tâm về những cái món đồ này thì có thể ghé 47 hả Thanh? 47 thống nhất. Thành đọc cái số điện thoại cho cả nhà cái. Số điện thoại em là 0387 779 779 759. Anh em cứ kết bạn Zalo đi, cần hỏi gì cứ nhắn em. Ok, anh em có gì kết bạn Zalo và Thành sẽ tư vấn cụ thể chi tiết từng món đồ hoặc là chụp hình quay sát góc cho anh em coi ha. Kênh của mình là gì Thành nhỉ? Kênh YouTube của mình á. Đồ độc đẹp ha. Lên YouTube search đồ độc đẹp là sẽ ra kênh của Thành ha. Ok, chào cả nhà. Cái này là những cái sợi dây đồng nó mạ bạc. Wow. Bây giờ mà mình đeo mấy cái này mà đi đòi nợ là ngon lắm Thành ha. Tiền vệ được luôn mà anh. Đồng mạ bạc đó lý. Mấy dụng sao đây là bao nhiêu tiền anh? Có 300 ngàn chứ mấy. 300 ngàn rồi. Ngàn rồi. Để làm mấy sợi mày đeo đi lấy nợ. Hợp lý.